Hi, chào các bạn. Tuần vừa rồi, mình có nhận được một món quà từ phương xa gửi về. Đó là một chiếc hộp dùng để chụp sản phẩm. Chiếc hộp của chúng ta có kích thước khoảng 30 x 30cm và làm bằng chất liệu plastic màu trắng, giúp các bạn có thể chụp sản phẩm tại nhà bằng những chiếc smartphone hay là bằng những chiếc máy ảnh sẵn có của các bạn. Chiếc hộp chúng ta rất là nhỏ nhẹ và có thể gập lại, mang đi chụp ở xa được. Chiếc hộp liên kết bằng những viên nam châm, giúp bạn có thể lắp và tháo chiếc hộp rất là dễ dàng. Phụ kiện đi kèm sản phẩm của chúng ta là hai tấm nền với màu trắng và đen để các bạn sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Các bạn gắn tấm nền vào trong hộp chụp sản phẩm qua hai vị trí đã được đánh dấu. Đây là hình ảnh chiếc hộp sau khi được gắn tấm nền hoàn chỉnh. Các bạn có thêm một chiếc cáp đi kèm sản phẩm, một chiếc cáp màu trắng khá là đẹp và được sản xuất ở Trung Quốc. Chiếc cáp này dài 75cm, đủ để các bạn có thể gắn nguồn từ xa và không ảnh hưởng đến quá trình chụp của các bạn. Hệ thống đèn của sản phẩm sử dụng 20 bóng LED có nhiệt độ màu vào khoảng 5500K và sử dụng nguồn điện 5V thông qua cổng mini USB. Các bạn có thể sử dụng tất cả các nguồn điện từ điện thoại di động, pin sạc dự phòng, các adapter sạc cho điện thoại. Đây là hình ảnh 20 chiếc bóng LED của chúng ta sau khi được cấp nguồn. Ánh sáng khá là mạnh và chan hòa, giúp các bạn có thể chụp thoải mái của những thiết bị di động mà không lo bị rung tay, và sử dụng được ISO thấp cho chất lượng ảnh tốt. Ưu điểm khi sử dụng những bóng LED, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều điện năng và không gây tỏa nhiệt lớn trong quá trình sử dụng. Ở đây mình sử dụng nguồn điện từ chiếc điện thoại smartphone của mình. Chỉ với một chiếc smartphone và một lồng chụp sản phẩm như thế này, các bạn có thể chụp được sản phẩm khá là đẹp và thuận lợi, không cần phải đầu tư quá nhiều về ánh sáng. Với những chiếc đèn đắt tiền, nguồn sáng đủ để bạn chụp tốt ở ISO 100 hoặc là ISO 50. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ảnh chụp thử ở trong video này các bạn có thể tải ở dưới phần mô tả của video về để tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.